Trong tuần, thị xã Phú Mỹ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ và đón nhận khuôn chương lao động hạng chất. 30 năm qua, từ một vùng đất đầm lầy, cồn bãi, hoang phu, huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, đã tận dụng thành công ưu thế vượt trội để bứt phá. Hiện Phú Mỹ có cụm cảng nước sâu cái mép thì phải là một trong hai cảng đặc biệt quốc gia. Toàn thị xã có 9 khu công nghiệp tập trung, chiếm hơn 60% khu công nghiệp toàn tỉnh. Năm 2023, thu hút FDI trên địa bàn thị xã chiếm gần 90% số vốn toàn tỉnh. Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2024 chiếm hơn 50% số vốn toàn tỉnh. Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị xác định sẽ hình thành tại thị xã Phú Mỹ, khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, tiếp tục phát triển cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Phải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn có tầm cỡ khu vực và thế giới. 100% hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu và đủ điều kiện được xây dựng nhà đại đoàn kết. 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã xây dựng một mô hình khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, ấm no, hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ bảy đặt ra ở nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ vừa qua, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.220 cuộc giám sát, 658 nội dung phản biện xã hội, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đóng góp hơn 1.580 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và các trường hợp khó khăn, qua đó giúp mục tiêu giảm nghèo của tỉnh hiện thực hóa nhanh hơn. nhằm tuyển chọn những cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, có tư duy đổi mới, khả năng vận dụng giữa kiến thức lý luận và công việc cụ thể. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Có 10 thí sinh đã tham gia phần thi trình bày đề án với nội dung đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển và trả lời câu hỏi của các thành viên hội đồng thi tuyển. Các ứng viên phải đạt tối thiểu 80 trên 100 điểm. Kết quả điểm thi của ứng viên từ 80 điểm trở lên được ban thường vụ tinh ủy xem xét, quyết định để thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Tiếp tục phát triển hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế có tầm cỡ khu vực và thế giới, tập trung nguồn lực thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm kết nối vùng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ xa vào một phần, phấn đấu các chỉ số papi BCI, POPI, BI của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong nhóm 10 tỉnh thành cao nhất cả nước là nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2024-2025 và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi cơ quan đơn vị xây dựng ít nhất một mô hình phần việc tiêu biểu hoặc một công trình dự án thiết thực để tham gia phong trào thi đua. Hướng đến chăn nuôi bền vững, đúng quy hoạch và đảm bảo môi trường, Hội đồng dân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 14 năm 2021 quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, phòng nuôi chim biến chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, qua công tác khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng dân dân tỉnh về tình hình triển khai kỳ quyết, thì việc di dời chấm dứt các cơ sở chăn nuôi ngoài vùng quy hoạch tại các địa phương đang gặp không ít khó khăn. Quy nhân chủ yếu là do một số địa phương chưa xác định được khu vực không được phép chăn nuôi, thiếu kinh phí di dời, người dân không biết chuyển đổi ngành nghề gì khi ngưng chăn nuôi. với mục tiêu phát triển du lịch cung đảo theo hướng bền vững, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, huyện Công đảo đã tuyên truyền kêu gọi sự tham gia của cộng đồng người dân chung tay đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Sau hơn một năm thực hiện đề án, trên địa bàn Công đảo đã có hơn 30% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú hoàn toàn chuyển đổi sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông và nhựa một lần trong hoạt động kinh doanh. 55% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đang triển khai thực hiện một phần các biện pháp thay thế nhựa và túi ni lông và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Theo quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả các cảng cá đều phải áp dụng phần mềm kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác, stdt Đặc biệt là tàu khai thác ngoài vùng khơi phải vào cảng cá chỉ định xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Ứng dụng này giúp minh bạch hóa việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần làm tốt công tác chống khai thác bất hợp pháp EU. Đến nay, cả 6 cảng cá của tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, qua đó minh bạch hóa sản lượng khai thác, tiến tới một ngày cá xanh, sạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.